Bạn thường xuyên phải tháo vặn ốc vít hay chỉ đơn giản lâu lâu mới phải sửa chữa, gắn ốc vít, bù lông trong nhà. Nhưng bộ dụng cụ cờ lê truyền thống thì quá cồng kềnh mà tìm loại phù hợp lại quá lâu. Từ nay bạn nên đổi qua bộ cờ lê đa năng 8-32mm cải tiến theo công nghệ hiện đại này. Một công cụ giúp bạn vặn mở mọi loại ốc một cách nhanh chóng. Thiết kế nhỏ gọn, tay cầm êm ái, chống trơn, chống trượt. Thoải mái thao tác trong nhiều giờ. Kẹp từ khóa, tự động khớp và bám chắc mọi kích thước vật dụng. Mở được cả ốc vít hình lục giác, hình sao và cả ốc vít hình tròn. Với hai sản phẩm bao gồm hai cờ lê, một lớn một nhỏ, đường kính mở dao động từ 8 đến 32mm. Thay thế nhiều cờ lê mỏ lết, giúp tiết kiệm kinh phí, gọn nhẹ khi mang theo. Mau mau đặt hàng đi trước khi sale kết thúc bạn nha!